các cao cước sử dụng trong một tuần ưu đãi nhất của nhà mạng Vinaphone. Xin chào quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cao cước sử dụng trong một tuần của nhà mạng Vinaphone. Đó là cao cước DT30 và cao cước VD50. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký cao cước DT30. Với cước phí đăng ký là 30.000 đồng cho một lần đăng ký. Và bạn sẽ nhận được 7GB data tốc độ cao để sử dụng trong 7 ngày. Để đăng ký cao cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách DT30 gửi đến tổng đài 1543. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký cao cước VD50. Chỉ với 50.000 đồng cho một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 35GB data tốc độ cao để sử dụng trong 7 ngày. Tức là mỗi ngày bạn sẽ có tới 5GB data để sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các gọi nội mạng. Và bạn còn được tặng thêm 200 phút để gọi nội mạng. Để sử dụng cao cước này cho mình thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách VD50 gửi đến tổng đài 1543. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến các bạn hai cao cước sử dụng trong một tuần. Tiếp theo trong video, mình sẽ giới thiệu thêm đến các bạn bộ cao cước sử dụng trong 30 ngày. Đó là cao cước DT70 của nhà mạng Vinaphone. Với cước phí đăng ký là 70.000 đồng cho một lần đăng ký. Và bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Mỗi ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Để đăng ký cao cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp O5 dấu cách DT70 gửi đến tổng đài 1543. Ngoài ba cao cước mà mình vừa giới thiệu với các bạn có thể tìm kiếm các cao cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website vinaphone.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các cao cước 4G của nhà mạng Vina. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình bộ cao cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký. Và nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đến các bạn. Như vậy, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.